俺に任せろ。攻撃いたします。俺を信じてくれ。俺を信じてくれ。俺を信じてくれ。俺に任せろ。俺に任せろ。俺に任せろ。俺を信じてくれ。俺を信じてくれ。俺を信じてくれ。俺を信じてくれ。何なりとお申し付けください、指揮官様。本当に？剣、何なりとお申し付けください、指揮官様。このマイヤーが何かを。俺を信じ、私が。俺に任せろ。剣はどこを刺していない。ピンポーン、遊ぼう。死なないで、遊ぼう。死なないで。何なりとお申し付けください、指揮官様。攻撃いたします。俺を信じ。剣はどこを刺していますか。俺を信じてくれ。ピンポーン、本当に？俺に任せろ。本当に？何なりと思う。剣はどこを刺していますか。全力で行け。
Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của My Hero Game. Và hôm nay thì mình sẽ làm một video về con về QR code của con Ares. Thì ở đây là mình đang mặc đồ tạm của con Mateo, chứ đồ nó không phải là như vậy nha các bạn. Ok, phụ đồng hồ thì được rồi đó, nhưng mà đồ thì không phải như vậy. Cái búa này thì các bạn có thể thay thế bằng những cái búa khác, hoặc là cái búa đỏ là cái búa mới nhất hiện giờ của nó, có thể gây sát thương cố định trong phạm vi đó. Rồi còn giáp thì sẽ thay đổi bằng một cái giáp là cái giáp nghi thức cuối, bởi vì khi mà nó có tiếp viện, nó đánh xong nó có tiếp viện, thì khi mà máu nó 100% á thì tất cả sát thương phải chịu giảm đi 4%. Đó là chống đi cái trường hợp là nó bị một đòn không chết. Rồi nón thì các bạn có thể sử dụng những cái nón như nón này chẳng hạn, hoặc là nón này chẳng hạn, tùy theo trường hợp thôi. Cái nón này thì khi lính phải ta liền kề sẽ tăng đi là ở mức độ là với 50 thì sẽ tăng 20% sát thương gây ra, duy trì một hiệp này sử dụng cho lính liền kề, nó có thể đi tới đi lui, nó hỗ trợ gây đam. Còn đây thì sát thương gây ra của quân địch sẽ giảm. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái nón này. Ở đây là máu cộng 200% thì đưa được cái lượng máu của con Ares này lên. Và khi chiến đấu với lính có máu thấp hơn nó thì thủ và ma thủ sẽ tăng ở mức tối đa là 15%. Thì khi mà nó xài Q xong rồi quét gom lính làm chỗ rồi làm thêm một cái AOE nữa thì tất cả những người bên kia đều máu thấp hơn nó, thì sẽ xài được cái vương miện này. Và cái món trang sức thì các bạn sẽ sử dụng những món trang sức nào mà nó có được cái lượng attack lên cao, thì đây sẽ có ma phù thắng sử. Ma phù thắng sử này để chiến đấu với tăng lữ thì công tăng thêm 12%. Và tăng lữ ở đây là những cái con pháp sư có mang lính tăng lữ, những cái con hia thì thuộc lát tăng lữ, hoặc là con ledin nó tăng lữ. Ok. Rồi đại khái đồ của nó như vậy thôi. Còn về phù thì mình sẽ nói sau. Ở đây thì trong nghề này thì mình chỉ mới phù vào như đây thôi, chứ còn không có gì cả. Nói chung là ưu tiên con này các bạn, ưu tiên công nó lên càng cao càng tốt, đẩy được cái lượng công của nó lên càng cao càng tốt. Kỹ của nó thì ở mức độ bình thường thôi, cũng không cần cao lắm, mà càng cao thì càng ngon à. Rồi ở đây thì chúng ta có QR code bạo lốc anh hùng. Chi viện chủ động dùng sẽ giúp lính của mình nhận được bạo lốc anh hùng. Sau khi gây sát thương sẽ dịch chuyển tất cả địch trong hai vòng xung quanh đến gần mình và gây sát thương một vòng sát thương phạm vi 0.15. Nếu lính có hiệu ứng đoạt trận thì có thể di chuyển thêm 4 ô và duy trì trong một hiệp, và nhận được công tăng 20% hiệu ứng cửa gió và tiếp viện, duy trì 2 hiệp. Sau khi dùng có thể hành động thêm một lần nữa, lượt di chuyển lần này là bằng cộng 4 lượt di chuyển còn lại khi dùng kỹ năng, và chỉ được di chuyển trong phạm vi đường thẳng. Ở đây thì chúng ta có một cái thiên phú là ý chí anh hùng, cứ trong một vòng không có một quân địch, trong một vòng không có một quân địch trừ HP, toàn thuộc tính khác tăng 2, tối đa tăng 8. Lượt di chuyển bỏ qua cản trở của đơn vị địch trước khi gây sát thương và kết thúc hành động hiệp này, cứ đi xuyên qua một đơn vị địch sẽ nhận được hiệu ứng đoạt trận. Tỷ lệ bạo kích tăng 5%, được tích lũy tối đa là 5 cái. Nếu hiệp này kích hoạt bạo kích sẽ xóa tất cả hiệu ứng đoạt trận và nhận được trước đó khi kết thúc hành động. Ok, cái hiệu ứng đoạt trận này nó mới ghê ghê nha. Nó tăng một qua một người là tăng 5%, qua hai người tăng 10% à? Tăng 10%. Ở đây chúng ta có kêu bị động liệt phong tái khởi, cái này thì bạo kích tăng thêm 10%, và cái khả năng on hit của con Ares này là dư sức, gọi là dư sức luôn. Thì tại vì cái kêu này đánh là 1.4, trước trận đấu thì giải trừ 3 boost. Rồi cứ hai vòng quân mình có một quân địch thì sát thương bạo kích sẽ tăng. Cứ hai vòng có một quân địch thì sát thương bạo kích sẽ tăng 8 và tối đa cao nhất tăng là 32%. Và khi diệt quân địch thì kỹ năng chờ này giảm 3. Ok, có khả năng là chơi được nhiều lần. Và cái khả năng diệt quân địch của nó thì khá là cao, tại vì bạo của nó cao. Bạo của nó lên cao rồi. Ở đây là tối đa là 32%. Thì mình tính ở mức tối đa đi 32%, kỹ có thể lên 200, thì là 52%. Bạo trong cái Q bị động của nó 10% nữa, 62%. Bạo theo cái khả năng di chuyển của nó nữa, qua được hai con đi là 10% đi, là được 72%.
Ủa cộng dồn vậy? Tính cộng dồn trên 70% luôn các bạn. Thì ok, khả năng bạo kích cao, khả năng bạo kích có thừa. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô trong cái một cái map để mình xem thử cái QR code của con này thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn ngay cái chỗ cái bài ngựa đi. Đầu tiên thì mình sẽ xài cái Q đánh đơn. Mình sẽ lấy Q gầm thét để thay thế cho cái Q đơn ở cái level 45 nhánh bên nhánh kiếm của nó. Thì mình chưa có đủ cái, mình còn thiếu một cục run nữa. Khoảng chừng 2 ngày nữa là nó mở bán run lại, 2-3 ngày nữa vậy đó. Là nó mở bán run thì mình sẽ có. Ok, bây giờ thì thay thế bằng cái Q này đi, Q gầm thét đi. Không cần nó, mặc dù nó có boost siêu cường nha, nhưng mà cũng không cần phải mang boost siêu cường đó các bạn. Tại vì cái khả năng trong cái Q barcode rồi thì nó sẽ tăng lên cái mức độ công là 20% rồi. Thì nếu như mặc dù là không mang boost siêu cường được thì các bạn vẫn, nó vẫn nhận boost siêu cường đến từ các team khác. Đại loại như là team của nhân vật chính. Các bạn có thể sử dụng Mattel để mà boost siêu cường cho nó. Ở đây thì có bỏ lót anh hùng, đợi sau khi gây sát thương sẽ di chuyển tất cả trong qua 2 vòng đến gần mình và gây sát thương 0.5. Nếu có hiệu ứng đột trận thì có thể di chuyển thêm 4 mô, công tăng 20%, chí thủ là không có tăng nha. Được cửa gió, cứ di chuyển 1 ô sát thương vật lý tăng 5 và cao nhất là tăng 25%. Sát thương vật lý tăng này, hay di chuyển càng xa thì sát thương càng tăng. Tiếp viện, khi kết thúc hành động thì hồi cho lính mình 20% máu. Ở đây thì mình đứng ở đây là mình để chọn cái này để đi xuyên qua lính để kích hoạt cái thiên phú của nó. Thì khi đánh thì khả năng bạo kích là có thừa. Ồ không bạo nha. Không bạo thôi. Ok, gom lính lại một chỗ và chúng ta sẽ quýnh một vòng bỏ lóc anh hùng. Đó. Rồi, đứng ở đây chờ. Chuẩn bị hoàn tất. Ok, quýnh một vòng bảo lót anh hùng thì ở đây các bạn thấy là con này nó trí lực nó là công của nó là 1385 gần 1k4. Và nó đánh vào trong cái con này thì mới giật được cái lượng HP hơi ít à. Nói chung là on hit được một con. Thì khả năng on hit của nó là có đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra và mình đi sử dụng QAOE. Ở đây là mình sẽ thay đổi cái Q này bằng một cái QAOE là tiếng gió. Rồi chỉ vậy thôi. Gió này thì tia sét này thì không có xài, chắc không có xài luôn á. Tại khi mở lên cái Q đơn 45 kia rồi, nếu on hit thì cầm cái Q 45 kia đâu có cầm cái Q tia sét làm gì. Quánh phạm vi 1 vuông nha các bạn. 1 vuông xung quanh. Đem lại. Rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ xem cái sát thương của nó như thế nào. Ở đây thì khi mà xài tiếng gió thì nó sẽ ngẫu nhiên gây kèm thêm một cái double boost lên trên người của mục tiêu. Và khi mà AOE hai lần như vậy thì chúng ta đang thấy là 1, 2, 3, 4 con cũng ngáp ngáp. Ở đây thì chiến lược của mình là gần 1k4, nhưng mà con này chỉ ở mức độ là 3 sao thôi. Nhưng mà lên 6 sao thì attack nó lên cao nữa và cái khả năng sát thương gây ra của nó cũng cao hơn. Cái bon lính của mình thì chưa mở. Cái bon lính mình chưa mở nha, nên là lính mình không có được mạnh đâu. Còn một thiếu một run nữa là mình mở được bon lính là xong cái bon, xong cái bon 3 của nó. Chứ bon team mà mình xong rồi. Ok, rồi, bây giờ thì như thế này. Là các bạn thấy có 1, 2, 3, 4 con là sắp chết. Gọi là sắp chết, là ngáp ngáp. Và nếu như mà sát thương
trí lực của mình ở mức độ cao á, thì có lẽ là bốn con này sẽ chết. Cái kill này mà kết hợp với lại cây búa đỏ giật sát thương cố định nữa thì ngon. Không có sát thương, không có cái búa đỏ đó thì vẫn xài được ở những cái búa khác. Đồng các bạn cứ nâng được cái lượng attack của nó lên mức max luôn, cao nhất có thể. Cao nhất có thể luôn. Rồi ok. Này giật thêm lần sát thương cố định nữa ngon ha. Đảm bảo một con, hai con, ba con, bốn con lên được. Nhưng mà khi mà đánh xong thì các bạn có được là một sự lựa chọn, có thể là chạy xa khỏi trong cái phạm vi của nó, hoặc là các bạn có thể đứng ở trong cái phạm vi của nó luôn, đứng ở trong phạm vi của địch hoặc là chạy ra. Đấy, hoặc là chạy ra, hoặc là chạy, hoặc là đứng luôn ở trong đó cũng được. Nhưng mà thôi chạy đi. Đấy. Điều khởi. Chạy ra. Đó, ok. Bây giờ một lượng sát thương AOE rất là đau. Và khi mà mình xài cái kill đơn với lại một cái kill sát thương AOE này á, thì mình đang có một cái phân vân giữa là hai cái loại phù với nhau. Thì ở đây là mình đang sử dụng là phù trăng tròn. Thì phù trăng tròn ở mức độ HP ta trên 80% á, đảm bảo thì nó khi mà xài á, thì nó có tiếp viện thì nó hồi lại cái lượng HP thì nó sẽ trên mức 80% rồi. Thì sẽ công tăng thêm công thủ tăng thêm 10. Đây. Ở đây là phù trăng tròn này, máu 80 trở lên. Tất cả thuộc tính công thủ tăng 10. Gió nhẹ thì không có khuyến khích xài các bạn. Để nó đi xa thôi, tất cả sát thương khi ra tăng 10%. Nếu mà xài gió nhẹ thì thà mình xài pháp thuật hay hơn. Còn giữa mức độ mà sát thương gây ra tăng với lại là cái thuộc tính công thủ tăng này thì mình đang phân vân. Tại vì cái ma thuật thì khi mà sử dụng kỹ năng thì sát thương ra nó sẽ tăng, và kỹ năng phạm vi thì nó sẽ tăng thêm 5% nữa, tổng là nó tăng là 15%. Sát thương kỹ năng tăng 10, rồi phết cái kỹ năng phạm vi tăng thêm 5% nữa thì theo mình nghĩ là nó tăng 15%. Và không biết là 15% này với lại 10% trí lực thì cái nào ngon hơn. Thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới về cái so sánh hai cái sát thương gây ra của phù ma thuật này với phù trăng tròn để cho các bạn khác cùng xem. Ở đây các top hình như là chỉ xài trăng tròn thôi các bạn. Bình rút vỏ trăng tròn này có cái búa đỏ rất là ngon luôn. Trước khi chủ động gây sát thương, nếu máu quân địch thấp hơn 100% thì sát thương lần này tăng 5. Và sau khi sát thương thêm một lần sát thương cố định, điểm sát thương bằng 0.5 lần công của anh hùng, đẩy mức độ công lên max luôn là ok. Được, 600 cộng 540. 6 sao chưa? 6 sao rồi. Tỷ lệ bộ kích tăng 8 này. Thiên lý độc hành cũng lên trên đây luôn à. 599, 526, 599, 540. Ông này công cao hơn. công cao là ok. Ông này 526, ông dưới 540. Có thể xài cái giáp này hả ta? Xài vương miện hả? Xài vương miện hả? Xài vương miện để tăng sát thương. Tăng sát thương cho lính liền kề. Rồi, ok, Man Hero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ. Và video này thì đại khái về cái kill barcode của con Ares như vậy thôi. Và có theo hai hướng phù như là mình nói để các bạn lựa chọn. Thì hiện tại là các top đang là phù trăng tròn, và mình cũng đang phù trăng tròn cho nó một cái bộ khác chứ không phải bộ Mattel. Nhưng mà hiện tại thì đồ thì có nhưng mà vàng thì thiếu, nên là chưa có hoàn thành được cái bộ đó. Thiếu cái búa đỏ. Nếu mà như mà có cái búa đỏ nữa là ngon. Tại vì khi mà các bạn đánh AOE tiếng gió xong rồi làm thành cái AOE quét thành nữa, rồi
làm thêm cái sát thương cố định bằng 0.5 lần công anh hùng nữa, thì mấy con cỡ như là những cái con hia đi chẳng hạn, nó có một cái lượng máu thấp thì nó sẽ dễ dàng, nó dễ dàng lên đường lắm. Và khả năng của nó trong một cái đội như vậy, trong PvP thì nó có khả năng sẽ AOE như vậy, thì khả năng sẽ lên đường một con pháp sư và một con hia thì là có thể, là có thể, hoặc là ngáp 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 là gần chết. Ok, My Hero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ.